Đây á là một loại muối nó có màu xanh, mình ăn với hột vịt lộn nó rất là ngon. Cái muối này á ăn nó thơm rau răm mà nó lên cái màu xanh cũng rất là đẹp. Hôm nay cùng với Mỹ vô làm cái món muối tiêu rau răm nha. Đầu tiên để làm được cái món này là mình phải có ớt xiêm xanh. Nghe thì nó rất quất đúng không? Nhưng mà không có là ăn không có ngon đâu. Cho nên bây giờ á Mỹ sẽ đi ra hái vài cái trái ớt vô để mình làm cái món muối tiêu này nha. Hái ớt xong thì bây giờ mình sẽ đi rửa cái nguyên liệu chính á là rau răm nè. Cái rau răm này á thì nó cũng dễ tìm, hầu như ở đâu cũng có rồi. Nhiều rau răm đây á là 1 kg đó, nhưng mà khi Mỹ lặt lại á thì mình bỏ hết mấy cái cọng, cho nên là chỉ còn phần lá thôi, là tầm khoảng là 500g nha. Mỹ hái có một chút xíu thôi mà được cả rổ ớt hiểm xanh vậy đó. Thấy thích á cho nên hái nhiều vậy để dành ăn, chứ thật ra mình làm muối tiêu á thì có một xíu thôi chứ không có nhiều tới nhiêu đó đâu nha. Mà Mỹ thấy á, để làm cái muối tiêu này á là mình sử dụng cái muối hộp ăn nó sẽ ngon hơn là cái muối bọt. Rồi Mỹ sẽ có thêm tiêu nè, rồi có hột vịt lộn nữa. Mình làm cái món muối tiêu rau răm này là có hột vịt lộn ăn nó mới đúng bài. Về cái phần liều lượng á thì mình cho rau răm bao nhiêu á thì mình cho cái lượng muối bấy nhiêu. Ở đây á là có 500g rau răm thì Mỹ cho 500g muối hộp, 100g tỏi, 200g ớt xanh, 100g đường và 100g bột ngọt. Cái lượng đường và bột ngọt á, thì mấy bạn thích ăn ngọt hơn hoặc là nhạt hơn, mặn hơn á, thì mình có thể gia giảm lại nha. Giờ mình sẽ bỏ vô cái cối xay thịt á, cái mình xay nhuyễn nó ra. Nhưng mà đừng có xay nhuyễn quá nó cũng không ngon đâu, xay vừa thôi. À nhưng mà mấy bạn nhớ cái này nha, cái này á, là cái cối xay thịt. Cho nên á, là khi mình xay tầm khoảng 30 giây là mình sẽ ngưng. Mình ngưng tầm khoảng 10 giây, 20 giây á, rồi mình mới bấm mình xay lại. Chứ mình không có xay giống như cái cối xay sinh tố nha. Mình xay một cái dèo là cái máy này nó nóng này nó sẽ bị ngưng lại. Cho nên là cái cối này nó sẽ xay khác cái cối xay sinh tố ở chỗ đó đó. Cái cối này của Mỹ thì nó nhỏ cho nên nó làm Mỹ xay làm nhiều lần. Chứ xay một lần thì nó không có hết đâu mấy bạn. Mình xay cái này xong rồi thì mình để ở đây đi. Bây giờ Mỹ sẽ đi bắt cái nồi nước lên để mình luộc cái hột vịt cái đã. Mà ở nhà Mỹ thì dừa nó nhiều lắm mấy bạn, cho nên là Mỹ hay luộc hột vịt bằng nước dừa như nè. Mà Mỹ thấy luộc như vậy là cái hột vịt nó ngọt, ăn lại ngon mấy bạn. Bắt cái nồi hột vịt lên rồi cái mình để đây lửa cho nó riu riu đi. Giờ Mỹ sẽ đi rang cái phần muối nè. Mà rang cái muối này là mình cũng phải có bí quyết đó nha, chứ không phải là mình muốn rang sao mình rang đâu. Tại vì cái này là muối tiêu rau răm, nếu mà mình rang lửa lớn quá là cái phần muối của mình nó không có giữ được màu xanh, nó sẽ bị đen, nó hơi nâu nâu, nhìn nó không đẹp, không có bắt mắt đâu. Cho nên để rang cái muối này là mình phải chịu khó, mình rang với lửa nhỏ thôi. Và phải chịu khó một xíu nha, tại vì cái này là mình phải rang liên tục chứ mình không có để im. Mình để im là nó sẽ bị khét, cho nên là cái này hơi mỏi tay một xíu nha mấy bạn. Đợi tới khi nào á mà mình thấy cái muối nó hơi khô rồi á thì mình mới cho tiêu vô. Mỹ cho vô đây á là tầm khoảng là 1/3 cái chén tiêu. Khi mà mình rang gần xong rồi á thì mình mới cho tiêu vô sau cùng, để cho tiêu á nó vẫn giữ được cái độ thơm. Chứ mình cho tiêu vô ngay từ đầu á thì nó sẽ mất đi cái mùi thơm của tiêu, nó không được ngon cái phần muối nha. Mỹ rang tiêu hồi nãy giờ á là tầm khoảng hơn 2 tiếng rồi đó. Thì bây giờ cái chảo tiêu của mình nó được rồi. Giờ Mỹ sẽ bỏ ra cái mâm, mình rải đều cho nó bằng phẳng vậy nè, rồi mình sẽ đem phơi nắng. Nếu như mà ở nhà mình không có nắng á, thì mấy bạn có thể rang trên cái chảo lâu hơn xíu nữa để cho cái phần muối tiêu á, nó sẽ khô thiệt là khô. Còn nếu như mà ở nhà có nắng á, thì thôi mình ra phơi nắng dài khoảng 2-3 tiếng đi để cho bớt mỏi tay mấy bạn, chứ mình rang hoài thì nó cũng mỏi tay quá. Mà khi mình làm mấy cái muối này nè, là mới thấy á, mấy bạn rang hoặc là mình phơi cho nó thiệt khô á, thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn á. Cỡ dày là vừa rồi nè. Thôi giờ Mỹ sẽ ginh vô mình bỏ vô trong cái hũ nha. Mình bỏ vô trong cái hũ á, cái mấy bạn dặn nắp kỹ lại là mình bảo quản được 1-2 tháng luôn đó. Cái này mình có thể để dành ăn với hột vịt lộn nè, hoặc là mình chấm với lại cá hoặc hải sản gì đó. Mỹ thấy nó cũng rất là ngon nha. Cái màu đó, nó lên rất là đẹp và nó rất là thơm với mùi rau răm nữa. Mà Mỹ thấy á, có một vài bạn nói là khi mấy bạn rang cái phần muối tiêu rau răm này nè là nó sẽ không có giữ được cái màu xanh như vậy, mà nó sẽ bị hơi nâu nâu, giống như là khi cái rau răm mình nấu chín á, thì nó sẽ lên nâu chứ không còn xanh. Là do mình rang với cái lửa lớn quá đó, cho nên là nó không giữ được cái màu xanh của rau răm đó. Cho nên là mình chịu khó mình rang lâu một xíu với lửa nhỏ vậy nè, thì nó vẫn giữ được cái màu xanh của rau răm, mà cái muối của mình nó cũng rất là thơm nữa.
giờ Mỹ chuẩn bị sẵn cái hộp vịt lộn rồi đó. Giờ Mỹ mời mấy bạn ăn muối tiêu rau răm hộp vịt lộn chung với Mỹ ngang.